Chào các bạn. Do có nhiều bạn yêu cầu mình chơi thử xe điều khiển từ xa nên mình quyết định là mua thử một con xe điều khiển từ xa mà loại nhỏ xíu nè. Con này mình mua online trên Shopee là giá 40k nha các bạn. Đây, mình chưa chơi luôn á, mình mua về test thử. Với lại hôm nay mình đi siêu Aeon thì thấy nó có bán cái con xe Lamborghini luôn các bạn. Đây, con chà bá luôn rồi. Trời ơi, nó bự. Trời ơi, nó bự quá, mình không quay được luôn các bạn. Một chà bá luôn, hai con một trời một vật luôn, thấy chưa? Cái con Lamborghini này là nó cũng có điều khiển từ xa luôn mà nó có cửa mở lên kìa, nhìn dữ dằn không? Đây, con này là con 40k. Còn con này là con tới 869.000 nha các bạn. 40.000 thì so VS với lại 869.000. Nói chung là 800k nha. Mình sẽ thử so sánh coi con nào chạy nhanh hơn, con nào chạy mượt hơn đồ. Nói chung là test các chức năng thử coi là hai con nó khác nhau như thế nào nha các bạn. Vì vậy hôm nay là chủ yếu là test và so sánh thôi nha. Rồi bây giờ mình sẽ hui hàng hai con này ra và lắp pin vô nha. Rồi mình sẽ test con 40k trước nha. Chúng ta đang nhìn hình đẹp lắm mà vô đó hình xấu quá ta. Đây, nó có một cái hộp dưới đây mình phải dặn ra nha. Đó, lấy xe ra, dính tùm lum hết. Con này là giống mấy con xe hồi nhỏ mình hay chơi các bạn, anten nó dài và cố vậy nè. Đó, pin để dưới đây. Ba cục pin. Một, hai, ba. Tổng lại và ngóc ra luôn. Không cần dặn cứng đâu, con này chú ý đi giữ luôn, cho gớt ra thôi. Rồi, tới con điều khiển. Con này hai cục pin. Để lắp lại luôn. Công tắc nữa hả? Đây, có công tắc dưới đây nha các bạn. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ test thử coi nó chạy như thế nào nha. Giờ hai nút này nó không có gì hết, mà chắc một nút chạy tới, một chạy lui quá. Bấm thử nút bên phải coi chạy tới hay chạy lui nha các bạn. Nút bên phải là chạy tới, vậy nút bên trái là chạy lui. Ok, nói chung là con này ổn rồi. Bây giờ mình sẽ test con 800k nha. Con 800k thì cái vỏ nhìn rất là mượt các bạn. Ui, lấy hàng ra. Trời ơi, có cần phải ngầu vậy không? Trời ơi, con này nó cũng có mấy cái đồ khóa dưới đây luôn nè, mình phải dỡ ra hết nha. Đây, ở dưới này nó có cây anten nè mấy bạn. Coi chừng mấy bạn bỏ sót nha cây anten này nha. Không cây anten này điều khiển chắc không được đâu. Điều khiển gần lắm, phải có anten mới điều khiển xa được nha. Chắc có bạn hướng dẫn gì nữa nè. Mà mình chắc chỉ cần cây anten thôi. Đu, đó, nó dài kìa. Cái bộ điều khiển của nó thì nó bị bắt ốc ở đây nha. Mình sẽ gỡ ra. Ok.
Đây. Ở đây có một cái lỗ để gắn anten vô. Đó. Phải có anten nha mấy bạn. Và bây giờ mình sẽ lắp pin. Thằng này xài 2 pin. Bộ là bắt cái trái đàn luôn nè. 800k có hát. Rồi cái cửa này nó có một cái độ giữ lại phải cắt bỏ nha. Gập vô. Rồi, đóng cửa lại. Cửa này cửa mở lên các bạn. Siêu xe quá. Lamborghini mà. Cái này là bỏ vừa mấy con búp bê vô lái luôn nè. Có kiến chiếu hậu đồ. Quá dữ. Ok, mình sẽ gắn pin luôn. Pin thì nằm dưới xe nha. Thằng này xài tới 5 cục pin lận. Pin thì các bạn nhớ chú ý là mình phải gắn đúng chiều nha các bạn. Gắn ngược chiều là không chạy đâu. Đâu lại bật on. Bật thử coi chạy không cái đã. À, cái này là nó có bu tinh qua trái và bu tinh qua phải nè, tức là bánh xe nó sẽ lại qua phải và lại qua trái nè. Còn đây là tới lui nè. Tới với lại lui. Nó chạy ra rất đắt luôn quá. Ê. Rồi 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 kẹt luôn rồi. Rớt bánh. Mỗi lần chạy tới là đèn trái nha các bạn. Nè. Chạy tới đèn trái. Rồi chạy lui là đèn sau trái nha. Chạy tới thì đèn trước trái, chạy xa lui thì đèn sau trái. Nó làm như xe hạt vậy á. Còn để không mình quẹo trái quẹo phải coi. Bên trái bên phải thì không có đèn xi nhan nha. Ok, bây giờ mình sẽ đem ra ngoài đường và test. Có một chiếc à? Hai chiếc chứ sao một chiếc được đua xe là phải hai chiếc đúng không? Nhỏ, anh Tú ra coi, tính đường xe đụng chết bây giờ. Cản đường xe đó. Đây Tú. Chiếc này là của anh Tú nha. Nè đó. Thu chiếc đó. Đây cho mày đồ điều khiển từ xa của anh Tú luôn. Nút này là chạy tới rồi chạy lui nha. Ủa sao có hai nút vậy? Vậy bây giờ? Đó, chạy tới nhanh thử, chạy thử coi nhanh không? Từ từ chưa chơi được, chưa chơi được. Giờ đua thử coi nào chạy nhanh hơn à. À cuộc đua xe lớn. Đó. Cuộc đua có xe lớn xe nhỏ chuẩn bị chưa? Anh Long phải đít ở đâu? Anh Long phải có đít hả? Phải có đít đúng không? Anh Long phải chấp nó một miếng chứ. Bò chạy luôn kìa. Một tí bò chạy luôn. Nó tự anh vậy nữa. Nó tự anh vậy đó hả? Chuẩn bị cho tốt. 1 2 3. Ôi chân chạy tốt kìa vậy. Nó chạy đâu hả? Cái này nó chạy không được. Con đó nó chạy không à, con của anh chạy không thẳng nữa kìa. Em cũng không có gì em có thể. À phải chạy qua chạy lại đúng không? Ủa làm mấy có chạy qua chạy lại em có. Đu, trời lại chưa hả? Ê đụng nhau ra, đụng nhau nè. Có đụng lôi, đụng biết đâu đụng lôi. Lại lên leo đây tốt, leo đây tốt. Chuẩn bị nha, 1, 2, 3. Chắc mày luôn á. Cái con xe nhỏ đó, nó toàn là quẹo qua khỏi thôi mà. Đây giờ đang test con này nè. Ô con này thấy chơi vui không? Mỗi lần nó lạng nó đang chạy cái bánh lui nè, thấy này chạy tới bánh lui nè, quay đâu liền. Nè đang chạy tới nè. Ờ dưới cục đá, dưới cục đá tội nghiệp. Con này là đặc điểm đó là đang chạy tới vậy nè. Dưới gì á? Dưới cục đá chú đi gặp xe rồi. Tội nghiệp không? Con này là đang chạy tới nè không? Nè bắt đúng lui nè. Đó. Gặt. Nói chung là nó rít là gục đầu lên liền thấy không? Nè đang chạy nè, đang chạy nè, gặt lên nè. Đó. Con này đâu có cửa đâu mày. Thấy không?
cái chức năng này mới hay nè nè đó, dữ không, nói chung là nó ghít ghít nè đó ghít lại với cái chỗ đá nó ghít, con này ghít mới dữ đúng không, còn con này đâu biết ghít đâu, quá là ghê tao bọn anh làm ghít thử ra toàn con này nó ghít thử nha, ghít con này nó đánh hơi bị dài nó không ghít nổi tao, con này ghít không được rồi. Để thử cái con điều khiển xa được bao nhiêu nha. Chạy luôn nè. Con xe em thấy nó dởm rồi. Được cái ghiếm này. À. Rồi hết rồi, hết xấu rồi. Từ đây chạy tới đó được khoảng không tới 20 mét nữa. Chắc cũng 40 mét á. Hết sống rồi. Đó con sống rồi nè. Sống rồi lạnh. Sống nó mới được hiển được. Đó. Nó chưa được như đó à. Lại đây nè Hà Đại. Nói chung là con này chỉ được cái là bẻ lái ok thôi đúng không? Khái chứ còn đỏ hơn. Mượn 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 đi chứ coi. Anh Lâm khoái con này có vậy? Ấy, làm sao mình bay lái được? Con quỷ nó chỉ có tới lui thôi à. Này cứ chạy vậy là cái quay đầu vậy thôi à, nó chỉ có vậy thôi á. Quay đầu. À nó cứ chạy thì mình cho thấy đồ quay đầu vậy thôi à. Đó. Tổ lái gì ghê không? Ghê tổ lái không? Đu. Dữ không? Đu. Rồi. Rồi hai thằng bằng nhau nha. Rồi coi chưa bắn nhóc rồi coi chừng nó cạn ha. Như vậy. 1 2 3. Quỷ sơn. Con vàng cán trước rồi. Con vàng cán trước hả? Và sao đại? Con nào cho đã nhất đại? Hai con nào cũng chưa đã hết. Mà cái con màu đỏ này là mình thấy phái cái rít của nó đúng không? Nó quay đầu rất đã đúng không? Nó chỉ ba lái không ngon thôi. Sau khi chơi hai con thấy con nào cho đã hơn? Thấy con đỏ. Con đỏ chạy đã hơn. Đỏ hay vàng? Vàng. Vàng đã hơn. Vàng nó có qua lại con này. Thì nhưng mà cái con màu đỏ này nó không có qua lại nhưng mà nó có quay đầu. Mà quay hơi bị hết xui nha, quay gam đom luôn các bạn. Nói chung là nó chỉ có cái quả rít là chơi đã thôi chứ thật ra là chơi mà qua lại cũng không lợi đúng không? Còn con vàng thì khỏi nói rồi, đâu có bắt nó là nó chạy là bá đạo luôn rồi đúng không? Điều khiển được rất xa nha, khoảng 50 mét luôn á. À, nói chung là video hôm nay là mình làm theo yêu cầu với bạn là chơi thử xe điều khiển từ xa. Kết quả là xe 800k thì dĩ nhiên là phải chơi hay ngon hơn xe 400k, 40k các bạn. Nhưng mà 40k là nó có qua rít nhìn chơi cũng đã lắm. À, vậy các bạn sẽ hết video, bắt đầu ký kênh ủng hộ mình làm thử clip khác. Đừng quên like, bình luận và chia sẻ video này nữa. Tạm biệt các bạn.